Ok, tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mọi miền Tổ quốc. Hôm nay tiếp tục lên trên clip một lô mồi lô nha anh em. Thì đa phần những mồi này sẽ là mồi từ thị trường Nhật về nhé. Có những thương hiệu giống như là Smith nè. Đây, mấy con này là Smith. Con này Daiwa. Đây, bên đây sẽ là một con Mirabass nè. Con này Mirabass luôn. Hai con này là hai con Duo. Rồi, để mình lên cụ thể từng con mồi cho anh em xem. Sếp bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip sắp lên thì anh em cứ gửi về shop nhé. Rồi, cảm ơn anh em. Ok, đi gửi cho anh em mã số 1. Thì mã số 1 gửi cho anh em là một con mồi rất là xuất sắc đây. Đó. Thì đến từ thương hiệu của hàng Telux. Đây, con này là một con mồi dạng nó đi tốt cho anh em. Nó đi trên mặt nước và có action trong chống ở sau lưng. Đó. Thì con mồi này rất là đẹp đây. Đó. Có thể nói là chưa qua sử dụng luôn. Thì con này thích hợp cho anh em là câu cá chẽm nè, cá măng nè, đó. Thì địa hình trống thì anh em có thể câu lóc hoặc câu cá nheo nha. Thì nó sẽ đi trên mặt nước và cái này nó tạo option nhé. Đó, câu mấy cá ngao cũng được. Đó. Mồi rất là đẹp. Thì con tê lắc này thì nó dài sẽ là 70 mm nha anh em. Dài 70 mm, nặng của nó sẽ là 8 g thôi. Đó, mồi rất là đẹp nha. Ngoại hình rất là xuất sắc. Phản quang tốt, cái này thuốc cá rất là nhiều nhé. Rồi, giá công khai mã số 1, giá là 115k nha anh em. 115k mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 gửi cho anh em là một con mồi, con này là bằng gỗ nha anh em. Con này bằng gỗ. Đây, tên của nó đây. Carin gì nè mọi người. Đây. Đó. Đây. Đầu đỏ nhé. Thì con này nó sẽ dài sẽ là 125 mm như này, dài 125 mm, nặng sẽ là 11.5 g. Và con này thích hợp về cho anh em câu gần, câu kè, anh em câu đầm thì con này thích hợp quyện chuyên về con cá mà cá nhồng nha anh em, cá nhồng vì con này nó dài. Đó. Con này nó lặn thì nó lặn được 20 cm thôi nha anh em, ở dạng đi là lửng lửng dưới mặt nước nha, là lửng lửng dưới mặt nước tí. Rồi, giá công khai mã số 2, giá sẽ là 90k nha anh em, 90k mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Lu nè anh em. Đây, tên của đây. Đó. Thì con này là một con mồi dạng nó qua sử dụng nhưng mà tổng thể ngoại hình rất là mới nha anh em. Rất là mới. Lưỡng thì còn bé ngót luôn. Màu vàng đồng, phản quang rất là tốt nha. Đây, rất là thốt cá. Thì con này thì chuyên về dạng cho anh em câu chẽm nhé, câu chẽm, câu đầm, câu cá măng. Thì con này nó dạng nó dài sẽ là 65 mm nha anh em, dài 65 mm, nặng sẽ là 7 g thôi nhé, nặng 7 g, dài 65 mm. Đó. Con này dạng nó đi lửng nha anh em, dạng đi lửng. Đó. Chưa không? Đó, con này đi lửng nha. Rồi, giá công khai mã số 3, giá là 100k nha anh em, 100k mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 gửi cho anh em là một con mồi của quẳng là của hãng Glock. Đây, tên của nó đây. Đó. Đây. Con này cũng dạng màu vàng đồng, màu phản quang rất là tốt nhé. Rất là đẹp. Lưỡng thì còn bé ngót luôn. Đó. Màu xịn sò nha anh em. Thì con này nó dài sẽ là 85 mm nha anh em, dài 85 mm, nặng là 11 g, vẫn chuyên về cho anh em câu đầm, câu cá chẽm nhé, cá chẽm, cá măng, cá nhồng. Đó. Con này dạng nó đi lửng nha anh em, con này đi lửng, màu ngoại hình rất là đẹp. Rồi, giá công khai mã số 4, giá cũng là 100k. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 gỡ cho anh em một con mồi bóp cho anh em. Đây, một con bóp. Thì con này anh em có thể câu hai đầu. Dẫn bên đây thì anh em có thể câu dạng câu đốc, nó đi trên mặt nước lắc qua lắc lại, bên đây nó sẽ anh em sẽ đánh bóp nha, giật nha. Một con mồi đa năng rất là đẹp. Con này xuất sắc đây, ngoại hình xuất sắc nha anh em. Con này dạng nó chuyên gần nha anh em, con này chuyên gần. Con này dài nó sẽ là được 100 mm nha anh em, dài 100 mm, nặng 19 g. Đó. Chuyên gần và mồi rất là đẹp. Rồi, giá công khai mã số 5, giá là 120 nha anh em, 120 mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 gửi cho anh em một con mồi của hãng Lucky Cat. Đây, Perry. Perry Show SB. Sắt SB. Đây, đó.
một con lucky cat dạng cho anh em về câu chẽm nè, câu cá cháp cá hanh. Đây một con mồi rất là nhỏ gọn nha anh em, câu thì con này anh em có thể câu hoàng đế cũng được, nó bản cũng khá là nhiều cho anh em về câu hoàng đế. Còn lucky cat này thì nó dài sẽ là 45 mm anh em, dài 45 mm, nặng là 3.8 gram, và con này đi lửng nha, nặng 3.8 gram đi lửng. Con này nó lặn, nếu nó lặn mát được khoảng 30-40 cm thôi nha anh em. Đó rồi, giá công khai mã số 6, giá là 101 nha anh em, 110k mã số 6. Tiếp theo mã số 7, mã số 7 về cho anh em, ra cho anh em một con mồi của hãng Daiwa. À, đây anh em nhìn trong đây nó phản quang rồi, phản quang trắng hết luôn. Đây để trên xa đây đó, sơn một lớp phủ phản quang trên thân cằn nha, trên thân mồi nha anh em. Đây để đây là sáng hết luôn nè, nó đi dưới nước là rất là thuốc nha. Đây đi dưới nước là nó chiếu sáng luôn, đầu đỏ thân trắng phản quang tốt. Con này thì có thể nói là chưa qua sử dụng luôn, nó còn rất là mới nha anh em. Đó trên camera điện thoại thì nó còn sẵn hới thế này, thì xuống nước thì cá gặp nhất liền. Thì đây là một con Daiwa Seabass cho nè, một con Daiwa Seabass Hunter. Thì con Daiwa này nó dài sẽ là 90-95 mm nha nè, dài 95 mm, nặng của nó sẽ là được là 10.5 gram, và con này nó dạng nó action là sinh kinh nha nè, đi chìm đó, chiên về cho nên câu chẽm câu đầm, câu cả nhông câu cả măng đó, anh em có thể câu cả ngao cũng được, rất ok nha, mồi rất là đẹp. Một con Seabass đây, để anh em để dưới đây xa xa tí nó quẳng sáng hới nè, để đây là nó sáng bích chữ luôn à, rất là đẹp mồi à, sơn phản quang vậy à. Rồi giá công khai mã số 7, giá là 100k nha, 100k mã số 7 con đây qua. Tiếp theo mã số 8, mã số 8 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Smith. Đây con này nó có trong chổng ở sau lưng nha nè, tạo phát sinh đây một con Smith. Đây đó, tên đây nè đó. Thì con này một con Smith tí nị nha nè, tí nị bơm. Thì con Smith này thì nó dạng nó đi trên mặt nước, đi là trên mặt nước nha nè, action đuôi tạo action thúc cá. Thì con này về cho anh em đi hình chổng chải thì anh em có thể câu lóc, câu cá ngao, mà anh em có thể câu cá chẽm cũng được, câu cá chẽm cá măng. Đó. Rồi con Smith này thì nó dài sẽ là 55 mm anh em, dài 55 mm, nặng sẽ là nặng được là 6 gram thôi, nặng 6 gram. Giá công khai mã số 8, giá là 100k nha, 100k mã 8. Tiếp theo mã số 9, mã số 9 gửi cho anh em là một con Tinico. Đó, Tiaco đây, tên của nó đây anh em, Tiaco Mithy 60F. Đây mồi thì còn rất là ok anh em, ngoại hình phản quang thì xịn sò, lửng thì bén ngót. Thì con Tiaco này thì nó dài chỉ được là 60 mm thôi nha anh em, dài 60 mm, nặng sẽ là 5 gram, và con này nó dạng nó lặn được là 30 cm nha anh em, lặn được 30 cm, lặn mát của nó. Và con này về cho anh em câu chẽm, câu hoàng đế nè, nó câu cả hanh cháp, câu nhồng, câu nhồng cũng được, câu cá măng, câu cá măng, câu cá mú, ngon lành. Rồi giá công khai mã số 9, giá là 110k nha anh em, 110k mã số 9. Tiếp theo mã số 10, mã số 10 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Smith. Con này dạng giống như một con crack thôi, một con Smith lửng thì còn bé ngót nha anh em. Thì con Smith này thì nó lặn được là mát là 1 mét nha anh em. Đây nó thông số rõ ràng nhá, lặn mát con này được 1 mét, và con Smith này nó dài sẽ được là 55 mm cho anh em, dài 55 mm, nặng sẽ là 7.5 gram nha anh em, nặng 7.5 gram, dài 55 mm. Rồi giá công khai mã số 10, giá là 85k nha nè, 85k mã số 10. Rồi để mình lên trên. Rồi mình tiếp theo mã 11, thì mình nhắc lại mình bán hàng thì mình để cái số điện thoại ở góc này màn hình nha anh em cần thì có thể liên hệ thẳng giúp mình. Rồi mã số 11 sẽ là một con mồi của hãng Lucky Cat. Đây một con Lucky Cat rất là đẹp nha. Đây
tên lên em đó, Puppet F đó. Thì con Lucky Cat này thì lượng nó cũng còn bé ngót luôn nha nè, lượng đen bé ngót, ngoại hình đẹp. Con này một con Minnow. Thì con này nó sẽ dài sẽ được là 65mm nha em, dài 65mm, nặng sẽ được là 5g. Và con này nó nổi và nó đi nó sẽ là lặn mát được là 30cm nha em, lặn mát của nó được 30cm nhé. Đó, màu ngoại hình rất là đẹp nha. Con này chuyên về cho anh em câu chẽm nhé, câu chẽm, câu cá măng, câu hanh, câu cháp. Rồi anh em có thể câu hoàng đế cũng được, vì con này nó chỉ có 5g thôi nha anh em. Rồi giá công khai mã số 11, giá là 105k nhé, 105k mua 1. Tiếp theo mã 12, mã 12 sẽ là hai con. Đây, hai con này xuất sắc rồi. Hai con này là cũng là hãng của hãng Lucky Cat nha anh em. Đây, ngoại hình xuất sắc nha. Thì hai con này là hãng Lucky Cat, đây tên của nó đây anh em, Buffet FSB. Ngoại hình xuất sắc nha anh em, rất là đẹp. Đây, hai con này thì quá xuất sắc, con mắt đỏ này cũng rất là ngầu nha. Ngoại hình bé ngót, lử thì bé ngót luôn, rất là đẹp, có thể nói là hàng chưa qua sử dụng cũng được. Quá xuất sắc, quá đẹp. Thì mã số 12 lên cho mọi người là một cặp Lucky Cat. Thì con này nó dài sẽ là được 80mm nha anh em, dài 80mm, nặng sẽ là 9g. 9g thì anh em câu đầm, câu chẽm ngon lành. Đó, câu cá bược. Thì con này nó dạng nó đi lửng nha anh em. Đó, con này nó đi lửng là dưới mặt nước nha. Con này nặng mát của nó được là 40cm nha. Nặng mát của nó được là 40cm. Rồi, giá công khai mã số 12, một cặp này, giá là 100k một con nha anh em. Đó. 100k một con. Thì cái này hoàng đồng thì anh em rất là thích nè. Đó, rất là đẹp. Màu này cũng rất là ngon. Con mắt của nó rất là đẹp. Đây. Tùy theo anh em thích màu nào anh em chốt màu đó nhé. Rồi, giá là 100k một con, mã số 12. Tiếp theo mã số 13. Mã 13 gửi cho anh em là một cặp luôn nha anh em. Đây. Mã 13 gửi cho anh em một cặp mồi của hãng Smith nha anh em. Một cặp mồi của hãng Smith. Tên của nó đây anh em. Saguna. Mồi thì anh em nhìn không? Phản quang rất là sắc sảo nha. Đó, dạng ra 7 màu luôn. Đây. Nói chung thì mồi đã qua sử dụng nhưng mà tổng thể ngoại hình thì có thể chấp nhận được, chứ không dạng nó xây sát bấy bá nha nè. Màu phản quang nó vẫn còn action chuẩn, màu đẹp và cả nó dứt liền. Thì con Smith Sakura này, Sakura này thì nó dài sẽ được là 100mm nha nè, dài 100mm, nặng sẽ là 14g. Con này về cho anh em câu đầm, câu gần, câu kè. Đó. Con này nó lặn á, nó lặn được là 40cm thôi nha anh em. Đó, con này lặn mát của nó được là 40cm thôi. Đó, hai con này nó nổi và lặn mát được 40cm. Tùy vào option mình em kéo nhé. Thì con này giả công khai vẫn vậy nha anh em, 100k một con nha. Đó, màu rất là đẹp, phản quang tốt. 100k một con, mã số 13. Tiếp theo mã 14. Mã 14 lên cho mọi người là một con mồi của hãng Lucky Cat. Đây, Lucky Cat tên đây, Last Minnow F. À. Con này nó có bi tổng nha nè, bi tổng chờ ném. Hai con này vẫn vậy nha nè, bi tổng chờ ném nha. À. Anh em ném pin nó tổng lên, cho anh em hỗ trợ anh em ném xa. Con này vẫn có luôn, bi tổng chờ ném đây, bi nó đi tới lùi nè. À. Thì con mồi này của hãng Lucky Cat nha anh em. Con mồi mã số 14 hãng Lucky Cat. Thì con này nó dài sẽ được là 80mm, nặng sẽ là 5g nha anh em. Nặng 5g, dài 80mm, màu rất là đẹp, ngoại hình tốt, ngoại hình ngon lành. Con này anh em về có thể câu hoàng đế, câu chẽm, câu măng, câu cá ngao. Thì con này nó lặn mát được là 30cm thôi nha anh em, lặn mát được 30cm. Rồi, giá công khai mã 14, giá là 95k nha nè, 95k mã 14. Tiếp theo mã 15, mã 15 lên cho anh em một con mồi mini nhé. Đây, nó bằng ngón tay trỏ của mình, nhỏ ngón tay trỏ của mình luôn. Đây, lử còn bé ngót. Thì mã 15 lên cho anh em là một con mồi của hãng Lucky Cat nha nè, một con Lucky Cat.
tên của nó lên em, không biết anh em có thể nhìn thấy không. Con này thì ngoại hình nó có dạng xây xác nè đó, nhưng mà về anh em mà đánh lên cá hanh á, anh em đánh chỗ cửa đập á, đây lựa chọn quá ok nha anh em. Hoặc anh em có thể câu cá hoàng đế, đây ngon lành. Thì con đúc kia cắt này nó dài sẽ được là 38 mm nha anh em, dài 38 mm, nặng nó chỉ có được 2g thôi nha, nặng 2g. Rồi giá công khai mã số 15, giá sẽ là 65k thôi nha anh em, 65k mã 15. Tiếp theo mã 16 lên cho anh em vẫn là một cặp mồi. Đây, một cặp mồi này là một cặp mồi của hãng Smith nha anh em. Đây, con này là một con Smith Saguna. Đó. Đây. Hãng Smith nội địa thì phản quang ngoại hình nó thì ngoại hình thì vẫn có xây xác, nhưng mà phản quang thì anh em yên tâm. Mấy con mồi nội địa này thì ngon lành nha. Đây. Không có chạy đâu được. Thì cặp Smith này thì nó dạng nó ngắn hơn cặp 13 nha anh em, ngắn hơn tí nè, đó thấy không? Rõ ràng. Chung thì cặp Smith này nó dài chỉ được là 95 mm thôi nha anh em, dài 95 mm, nặng là 8g. Cặp này thì chuyên về cho anh em nào câu chẽm nhá, câu chẽm, câu đầm, câu cá măng. Đó. Con nhồng cũng được, rất là ngon nha, phản quang xịn sò. Đó. Thì cái này nó sẽ nổi nha anh em, cặp này sẽ nổi và nó lặn mát được là 4g nha anh em. Lặn mát được là 40 cm. Lặn mát của nó được 40 cm, phản quang tốt. Rồi, giá công khai mã số 16, giá vẫn là 100k nha anh em. 100k mã 16. Tiếp theo mã 17. 17 gỡ cho anh em là một con mồi khoảng Merabat. Đây, một con Merabat nha. Đó, hàng xịn nha anh em. Đây, Merabat Dog. Thì con này nắp sinh theo kiểu đốt nha nè, nó đi trên mặt nước và lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại nha. Màu thì rất là đẹp, con này có thể nói là chưa qua sử dụng luôn. Đây, em thấy không, không có xây xác, ngoại hình xịn sò, không có gì phải bàn cả, quá ok nhá. Mắt đây, con mắt mấy cái hãng Merabat làm thì sắc sảo nhá. Thì con Merabat này thì nó dài sẽ được là 80 mm nha anh em, dài 80 mm, nặng 7g, action là đó. Rồi, giá công khai mã số 17, giá là 135k nha anh em, 135k mã số 17. Tiếp theo mã 18. 18 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Lucky Cat. Kencat chứ, con này là một con Kencat nha. Dạng con này giống crack luôn rồi, đó. Có bi tống nè, bi tống và nữ còn bé ngót luôn. Đó. Ngoại hình thì còn ok, đẹp nhá. Thì con này nó sẽ dài sẽ được là 60 mm nha anh em, dài 60 mm, nặng chỉ được là 6.5g thôi. Và con này nó dạng nó đi lửng. Và con này nó lặn mát được là 2m nha anh em, lặn mát được 2m. Con này dạng cho anh em câu mấy con mún, mấy con ở dưới đáy á, ở tận đáy nhá. Anh em câu chẽm, câu măng cũng rất ok. Câu gạn, con này câu gạn là ngon lành, câu gạn với câu câu kè. Đó. Sẽ cấm là dữ. Rồi, giá mã công khai mã số 18, giá sẽ là 90k nha anh em, 90k mã 18. Tiếp theo mã 19. 19 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Merabat. Con mồi rất là xịn nha anh em. Đây, tên của nó đây. Goldraster. Đó. Merabat. Đây anh em nhìn màu nè. Đó. Con này cũng có thể nói là chưa qua sử dụng luôn nha anh em, màu rất là đẹp và ở sau nó sẽ có trong trống để tên rõ ràng luôn nha. Đây. Con này anh em về câu mấy cá ngao nè, địa hình trống trống á, anh em câu cá ngao, câu đốc bông cũng được. Anh em câu chẽm, câu măng, câu nhồng ngon lành. Phản quang của mấy con Merabat này thì không còn gì phải bàn, màu rất là xịn nha. Thì con Merabat này thì nó dài sẽ được là 80 mm nha nè. Đây, dài 80 mm, nặng là 8.5g. Vắc xin của nó đi trên mặt nước và cái này sẽ tạo trong trống nha. Hôm nay anh em câu giật giật thế này.
Đó. Mấy con này thì action nó sẽ đầy trên mạng luôn nha anh em. Anh em cần thì có thể kích vào tham khảo nhé. Rồi, giá công khai mã số 19, giá sẽ là 165k nha anh em. 165k, một con mồi rất là đẹp nhé. Tiếp theo, mã cuối cùng, mã số 20. Mã 20 lên cho anh em một cặp mồi. Một cặp này của hãng Duo nha anh em. Một cặp Duo cho anh em về câu gần, câu kè, đó, câu rạn. Đây. Hàng Duo thì phản quang của nó thì anh em yên tâm. Đó. Rất là tốt nha. Action mấy con này thì rất là chuẩn rồi. Đó. Đây. Tên nó đây nè, đó. Chung thì mình bán hàng thì đa phần những con nào nó mình biết hẳn á, mình sẽ báo cho anh em để anh em kiểm tra các sinh của nó cho thích hợp với cái địa điểm của anh em câu không. Đó. Chứ không phải dạng bán hàng mà không biết các sinh thì bó tay luôn, không biết tên thì mình cũng bó tay. Thì con này nó dài sẽ được là 120mm nha anh em, dài 120mm, nặng sẽ là 16g. Và con này nó dạng nó đi là lửng lửng dưới mặt nước, lặn mát, con này lặn mát được là 20cm thôi nha anh em, lặn mát được 20cm. Đó. Rồi, giá công khai cái cặp này giá sẽ là 120k một con nha anh em, 120k một con, mã số 20. Đây, rất là đẹp nhé. Rồi. Đó, tổng cộng 20 mã mồi lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng mã nào có thể chốt để lịch shop số điện thoại shop tự động liên hệ với anh em nhé. Hoặc anh em có thể liên hệ thẳng với số điện thoại 0793901084. Số điện thoại shop có thể góc này màn hình nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em.